toàn. Với kinh nghiệm là latte art trong quân ngũ, 5 năm trong quân ngũ, hôm nay ra trình diện anh em. Chào anh em đến với kênh YouTube của Diệp Nguyễn Vlog. Đây là anh Phạm Toàn này, làm trong ban hậu cần của quân ngũ, tập viên là 2 năm latte art cho các chiến sĩ.